nay mình sẽ quay clip cho bà con về cái kỹ thuật trồng vải và cách làm sao cho vải nó ra hoa kịp thời và đậu. Thì đây là đối với vườn vải ở Đắk Lắk nè, ở Buôn Hồ á, thì cái muốn cho nó ra hoa vẻ như bà con nhìn xem này đó, này vải rất là sai. Thì ở đây á, thì người ta dùng phương pháp đó là khắc, nói chung là khắc cây đó. Đây này, khắc cứ mỗi lần lên một đốt là ta khắc, con khắc này, cứ mỗi năm khắc một khắc á, thì nó sẽ tức, nè nó sẽ ra bông. Còn đây là với cách của mô hình ở Buôn Hồ, còn ở những địa phương khác thì sẽ có những phương pháp khác. Và con xem rồi đó, cứ khi chúng ta khức lên một vòng xung quanh này này thì nó sẽ ra quả hoa. Các con nhìn này, cây nào nhánh nào phải khức, vì cái việc khức này nó sẽ ra bông, cứ thích ra bông, còn không khức nó không ra bông. Con nhìn xem nó cây nào phải khức hết, cây nào phải khức hết đó, vườn vải rất là đẹp. Đây nè, hoa quả trái đây, chúng ta phải khức hết. Con nhìn xem nè, thì đây là cái vườn vải trồng cũng được lâu rồi, thì cây nào cũng cho ra hoa ra quả hết mà rất là sai. Thì vải thì với việc trồng ở Đắk Lắk cái gì nó rất hợp khí hậu ở đây. Đây bà con xem cây nào mà chiếc hết, mỗi năm là khức một khức, cứ một năm là khức một khức, cứ khức dần lên là nó tức, nó sẽ ra bông hết. Bà con nhìn này, cây này cũng khớp đó, cây này cũng khớp, mà con nhìn xem. Đó là kỹ thuật trồng cho cái vải ra hoa kết quả.
Thank you.